bạn vừa gây ra án mạng, nhưng nam thanh niên vẫn chở bạn đi khỏi hiện trường, nên cả hai đều lãnh án về tội giết người và che giấu tội phạm. Sáng ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Hoàng Trí, 50 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người và bị cáo Lưu Kim Cương, 43 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, do mâu thuẫn từ việc nói chuyện lớn tiếng, Trí đã cự cãi với anh Nguyễn Hòa Thuận, 37 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sống cùng khu nhà trọ với Trí, thuộc khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Sau đó, Trí tức giận lấy một con dao giấu trong người và bỏ đi ra ngoài khỏi khu nhà trọ, đến nhà Kim Cương rủ uống cà phê. Đến khoảng 18 giờ 15 phút, Trí nhờ Kim Cương đưa về khu nhà trọ. Khi Cương đưa Trí đến nhà trọ thì Trí tiếp xúc xảy ra cự cãi với anh Thuận, tức giận, Trí đã dùng dao giấu trong người đâm chết anh Thuận. Theo cáo trạng, Kim Cương biết việc Trí đâm anh Thuận nhưng vẫn dùng xe máy chở Trí trốn khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 16 tháng 9 năm 2021, Trí đã đến công an phường 5, thành phố Vĩnh Long đầu thú. Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra vụ án. Xét thấy hành vi của bị cáo Trí là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Hoàng Trí 15 năm tù về tội giết người và bị cáo Lưu Kim Cương 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.